Sáng ngày 5 tháng 4, Đoàn Thanh niên xã Trung Hà tổ chức lễ khánh thành khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại sân bóng trung tâm xã. Dự lễ khánh thành có đồng chí Bùi Phương Thảo, Phó Bí thư huyện đoàn, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Trung Hà. Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Trung Hà đã tiến hành khảo sát địa điểm lắp đặt khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại sân bóng trung tâm xã. Đây là điểm sinh hoạt, vui chơi thường xuyên của các em thiếu nhi khu vực lân cận và các em thiếu nhi dịp hè. Sau khi thống nhất về địa điểm và phương án thi công, Ban chấp hành Đoàn xã đã tiến hành lắp đặt tại sân bóng trung tâm xã Trung Hà khu vui chơi gồm xích đu, xà đơn 2 cấp, xà kép, thiết bị tập lưng bụng, máy đi bộ, thiết bị xoay eo, đu quay trẻ em, xe đạp tựa lưng. Công trình được sự ủng hộ kinh phí của cán bộ, nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã. Công trình khu vui chơi cho thanh thiếu nhi được khánh thành và đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện môi trường cho các em thiếu nhi và người dân trên địa bàn xã có được sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích, sức khỏe, giải trí. Đồng thời thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên xã Trung Hà nói riêng và tuổi trẻ huyện Thủy Nguyên nói chung trong việc tạo điểm vui chơi an toàn, lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi, giúp các em có thêm điều kiện phát triển trí, thể lực, thư giãn sau thời gian học tập căng thẳng. Đây cũng là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Trung Hà lần thứ 2 năm nhiệm kỳ 2022-2027, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện khóa 26 nhiệm kỳ 2022-2027.